Tập 15. Ngải da. Ngải da. Là ngải da. Sao cô lại có hình của ngải da? Tôi không biết cô đang nói gì. Cô chờ đã. Đây rõ ràng là hình của ngải da. Hình của con gái tôi. Sao lại ở trong tay cô chứ? Cô nói tôi biết. Nó ở đâu? Rốt cuộc nó ở đâu? Tôi điên rồi. Cô nói cái gì vậy? Mau đi đi. Cô đừng đến đây. Cô đi mau. Người Âu Phi là Đinh Ngải Gia. Người Âu Phi là con gái của tôi phải không? Cô nói điên nói khùng gì tôi không hiểu gì hết. Cô mau đi đi. Tôi không hiểu cô nói gì hết. Cô đừng đi. Mở cửa. Mở cửa đi. Mở cửa đi. Âu Phi. Âu Phi. Mau mở cửa. Mẹ là mẹ con. Mở cửa đi. Tôi chỉ muốn bình an mà sống thôi. Tại sao các người lại không buông tha cho tôi? Chị dâu, sao chị đến đây? Tôi hỏi cô, Âu Phi có phải là con gái của tôi không? Chị đang nói gì vậy? Người ta có cha có mẹ, sao là con gái của chị được? Chị dâu, có phải chỗ nào không khỏe không? Hay là bệnh càng thêm nặng rồi? Không sao chứ. Cô còn muốn lừa tôi đến khi nào? Trên tay người Âu Phi có vết sẹo, giống y như gãy da hồi còn nhỏ. Một vết sẹo thôi mà. Vậy thì chứng minh được vấn đề gì chứ? Lẽ nào trên đời này người có vết sẹo trên tay đều là con của chị sao? Còn nhóm máu thì sao? Ngải da là nhóm máu B. Đứa cô mang về là nhóm máu O. Điểm này khẳng định không sai chứ. Tôi tin ba sẽ không quên ngải da là nhóm máu gì đâu. Mặc kệ Âu Phi có phải là ngải da không, nhưng ít nhất đứa cô mang về khẳng định là không phải. Cô xem đi. Đây là gì? Trong tay Lâm Mẫn Quân, sao lại có hình của ngải da lúc nhỏ chứ? Tôi tin ba. Ba sẽ mãi mãi không quên bộ dạng ngải da lúc nhỏ. Tôi đã đánh giá thấp chị rồi. Đúng. Ngải da tôi mang về năm đó là giả. Lúc ngải da 16 tuổi, tôi đã mang về Đinh gia, đồng thời lấy mẫu của Âu Phi đi làm giám định, còn biên soạn ra một câu chuyện không hề có kẽ hở. Hết thảy thừa được tất cả mọi người, nhưng lại không lừa được chị chứ. Càng khiến tôi không ngờ được là bao nhiêu năm như vậy rồi, chị như vậy mà vẫn đi tìm ngải da thực. Ngải da là con gái của tôi. Đó là cốt nhục, là tính mạng của tôi. Bao nhiêu năm nay dì tìm đó, tất cả mọi người đều coi tôi là đồ điên. Tất cả đều là do cô hại đó. Đều là do cô hại hết đó, cô biết không? Phải đó. Vậy tôi nhắc nhở chị, chị là một kẻ điên. Chị bây giờ đột nhiên nói Đinh Ngải Gia không phải là con gái ruột của chị. Chị nói xem mọi người có tin không? Không. Tôi trước kia chị không có chứng cứ. Bây giờ ngược lại, tôi muốn xem thử mọi người rốt cuộc tin ai. Tôi đi tìm ba. Chị đi đi. Chị đi nói với ông ấy Đinh Ngải Gia là giả. Chị bảo ông ấy đi tìm giám định thương tích đi. Nhưng mà chị nói tôi có thể để người Âu Phi lại đến lúc đó hay không đây? Cô rốt cuộc còn muốn làm gì nữa? Tôi muốn làm gì là quyết định ở chị đó. Chị nói xem, đứa con gái mệt khổ của chị sống đến hôm nay cũng coi như mạng nó lớn rồi. Ngư hữu cước bắt cóc ngải da cũng là cô chỉ thị, phải không? Đó là anh ta uống say là bừa thôi. Nhưng mà lần này chị cũng có thể nhìn thấy, muốn ngăn cản Âu Phi về nhà không chỉ có mình tôi. Đinh Trì, cô rốt cuộc có phải là người không? Tôi nói cô biết, bây giờ tôi đi tố cáo cô. Tố cáo đi.
Chị có chứng cứ không? Đi đi, chị đi đi. Chị nói xem, cảnh sát với tòa án có tin một kẻ điên ở đó nói năng bậy bạ không? Không, tôi không phải kẻ điên. Ngải Gia nó sẽ tin tôi mà. Nó nhất định sẽ tin tưởng tôi. Chị nói là Ngô Ái Vi sao? Chị đừng quên, nó mất trí nhớ rồi. Nó bây giờ chỉ biết Ngô Hữu Cước là ba nó, Lâm Mẫn Quân là mẹ nó. Chị nói xem, chị nói gì với nó? Nói chị là mẹ ruột nó sao? Vậy nó nhất định sẽ cho rằng chị là đồ điên biết không? Lẽ nào chị hy vọng con gái ruột của chị cũng bỏ chị mà đi sao? Không, tôi khuyên chị hợp tác với tôi đi. Ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy tôi không những không làm gì Ấu Phi, tôi còn cho hai mẹ con các người giận nhau nữa. Chị kết hôn với anh tôi bao nhiêu năm nay, chị cũng biết một chút. Chị ân oán giữa tôi và ông già. Người cô hận là ba, nhưng tại sao cô lại hại chúng tôi chứ? Đúng, tôi là hận Đình Hoài Diễn. Tôi muốn khiến cả tập đoàn Đinh Thị sụp đổ. Chỉ tiếc là nhà ba người các người là hòn đá khăn chân tôi. Trước tiên là anh tôi biết được tôi làm thâm hụt sản nghiệp Đinh gia, tiếp sau đó là Đinh Gãy gia lấy đi thứ vốn chỉ thuộc về tôi. Nói như vậy, sự cố của anh cô lần đó là do cô hại sao? Đó là anh ta muốn tự lái thử, chuyện đó không liên quan đến tôi. Tôi còn nhớ, tôi nhớ trước kia cô đâu phải là người như vậy chứ. Cô trước kia có bao nhiêu kính trọng anh cô. Cô trước kia thương yêu cả gia biết bao nhiêu. Tôi xin cô, tôi thật lòng xin cô, để mặc bọn họ bây giờ đều thành ra thế này hết rồi. Cô buông tha cho bọn họ đi. Tha cho bọn họ đi. Bỏ hết đi, được không? Bỏ đi. Tôi bây giờ chỉ còn một bước nữa là lật đổ được tập đoàn Đinh Thị rồi. Chị bảo tôi bỏ đi. Tôi nói chị biết, tất cả những người cản đường tôi đều phải tránh ra. Nếu không thì sẽ chết, bao gồm cả chị và Ngư Ấu Phi. Chẳng qua, nếu như chị đồng ý chuyển cổ phần cho tôi, để tôi nắm hết tập đoàn Đinh Thị, tôi nhất định sẽ để chị đoàn tụ với Ngải Gia thật. Nhưng mà nếu chị không nghe lời, ngăn cản tôi, vậy thì hậu quả chị tự gánh lấy. Ngải Gia giả đó là con của Ngô Hữu Cước. Ấu Phi, Ấu Phi, sao nhanh vậy mà cô về rồi? Cũng không nghỉ thêm mấy ngày. Tôi đã không sao rồi. Hơn nữa, cứ ở nhà mãi đầu óc cũng sẽ nghĩ ngợi chuyện lung tung. Vẫn là quay về làm việc thì hơn. Cũng phải ha. Ấu Phi, nhớ anh em rồi phải không? Mấy anh em, Ấu Phi về rồi nè. Ấu Phi, Ấu Phi, về rồi hả? Có anh em ở bên vui rồi chứ. Ấu Phi, thực ra không cần gấp gáp về đội đâu. Nhà cháu có chuyện, mọi người đều hiểu. Nếu cháu thiếu tiền dùng, chúng ta có thể gom một ít. Phải, chúng tôi sẽ giúp cô mà. Phải đó Ấu Phi, phải không? Phải. Cảm ơn mọi người. Nhưng chuyện đã qua rồi. Thật không sao rồi. Thật đó. Mọi người không tin à? Xem đi, tôi bây giờ rất là ổn. Sức khỏe cũng hồi phục rồi. Tôi còn hận không thể cùng mọi người xuống biển rồi đó. Thật à? Vậy sao? Quan nghênh Ấu Phi về đội. Quan nghênh về đội. Cảm ơn. Chuyện gì mà khiến mọi người vui vậy? Đinh Tổng, Đinh Tổng,
Sao vậy? Sao mà không ai nói gì hết vậy? Không có. Không phải Âu Phi dậy độ rồi sao? Sao không nghỉ thêm mấy ngày mà quay lại nhanh như vậy? Không nghỉ ngơi nữa. Chuyện trong nhà giải quyết xong rồi à? Đều xử lý xong rồi. Cảm ơn Đinh tổng quan tâm. Xem ra nó vẫn chưa biết Ngưu Hữu Cước có liên quan đến mình. Cứ điện thoại đó lẽ nào không phải nó điện? Hôm nay Ấu Vi về đội, tôi thấy mọi người cũng nên ăn mừng một chút. Thế này đi, tối nay tôi mời mọi người làm tẩy trần cho Ấu Phi, thế nào? Được, quá tốt rồi. Được rồi, mọi người làm việc đi. Đinh tổng, đi thông thả. Mời khách ăn gì đây? Ăn hải sản. Ăn hải sản gì? Chờ cái nào mắc một chút. Hôm nay chúng ta phải ăn lớn một bữa. Phải, muốn ăn gì thì ăn đó, thế nào? Phải đó, ăn ngon nhất. Đinh tổng trả tiền ra, không dễ gì đâu. Phải, ăn cái nào ngon nhất ấy. Nhất định phải chúc mừng một bữa, đúng không? Sao lại là anh ta? Sao anh ta lại đến đây? Sao anh lại đến đây vậy? Anh phải hỏi em đó. Sao em xuất viện trước rồi? Bác sĩ đã nói là phải nằm viện theo dõi mà. Em không sao rồi, anh yên tâm đi. Anh ta có ý gì vậy? Sao kéo người ta đi vậy? Anh hỏi em, sao anh lại quay lại mà không thương lượng với anh? Có gì để thương lượng đâu. Em có biết ở đây rất nguy hiểm hay không? Anh nghi ngờ vụ tông xe đó có liên quan đến người hãm hại em lần trước. Rất nhiều nghi ngờ bắt đầu từ nơi này. Em chỉ có về lại chỗ này mới có thể triệt để giải quyết tất cả. Em sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Trước khi làm rõ chân tướng, em sẽ không để bất kỳ ai làm hại em đâu. Ấu Phi, đừng nói nữa. Lần này không đi cùng anh ta nữa. Đi với chúng tôi. Đi đi. Đem số nợ thiếu trước kia tính bù lại hết cho Ấu Phi được không? Biết rồi. Bữa nay không say không về. Biết rồi mà. Bù lại hết cho mọi người, được không? Đương nhiên rồi. Không say không về. Không say không về. Anh Hàng Minh, có rảnh không? Tìm anh nói chuyện. Chuyện liên quan đến Ấu Phi. Ấu Phi thế nào? Em biết anh quan tâm đến chuyện của Ấu Phi. Nhưng mà hai chúng ta cũng lâu rồi không ở chung với nhau. Anh không muốn nói chút gì với em sao? Xin lỗi ngải gia, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện cho nên trong lòng anh rất loạn. Loạn đều là chuyện của Ấu Phi phải không? Được rồi, em hiểu. Là cô Đinh tổng. Tại sao bà ấy muốn độc chiếm Đinh thị? Sự xuất hiện của Ấu Phi làm cản trở kế hoạch của bà ấy. Kế hoạch gì? Từ trước đến nay giữa cô và ông nội luôn có mâu thuẫn. Bây giờ đội thuyền Đinh thị là gánh nặng lớn nhất. Những năm nay cô vẫn luôn bất mãn. Tiền bà ấy cực khổ kiếm về, toàn bộ ông chiếm hết cho đội thuyền. Hơn nữa ông lại không muốn giao Đinh thị lại cho bà ấy. Sự xuất hiện của Ngưu Ái Phi ngăn cản kế hoạch của bà ấy. Anh nói xem, bà ấy có giận hay không? Cho nên mới xảy ra chuyện Phương Tuấn hãm hại Ngưu Ái Phi. Vậy chuyện tai nạn xe có phải Đinh Trì ra chỉ thị phía sau hay không? Đừng nói với chuyện này nữa, thật phiền lòng. Nóng quá, nóng quá. Mau, mau ăn đi. Cảm ơn. Nguyên bữa lớn cậu không ăn, chạy đến chỗ mình ăn mì gói. Thật cái tình mà. Mình làm gì có tâm trạng mà ăn bữa lớn chứ. Mình đang phát rầu đây nè. Giữa Lão Ngư với Đinh Trì có giao dịch gì? Rốt cuộc hai người đó muốn làm gì? Hay là người ba đó của cậu cũng thật kỳ quái. Từ nhỏ đến lớn vừa đánh vừa mắng cậu, bây giờ hại cậu xém chút nữa mất mạng. Có lúc mình nghi ngờ là cậu rốt cuộc có phải con ruột ông ta hay không.
Cậu mới là không phải con ruột ba cậu đó. Chú trên trời có linh thiêng cũng đừng trách con nha. Con chỉ là nói sự thật thôi mà. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ấu Phi, Ấu Phi, lại phát cái bệnh gì nữa rồi? Mẹ, nghe nói trước kia điều kiện không tệ, sinh con đều là sinh ở nhà hay sao? Đương nhiên rồi. Sao hôm nay lại nghĩ ra mà hỏi vậy? Không có, chỉ là rảnh rỗi nói chuyện với Cá Trạch. Cậu ấy nói cậu ấy là do bà nội đỡ đẻ. Còn con thì sao? Ai đỡ đẻ vậy? Có phải con cũng là do bà nội Cá Trạch đỡ đẻ không? Hay là do má Kim đỡ? Hay là do vợ của trưởng thôn Đông Á chúng ta đỡ vậy? Nghe nói bà ấy đỡ cho rất nhiều đứa trẻ mà. Con đi hỏi bà ấy xem. Con hỏi lung tung gì vậy? Con không phải sinh ở nhà đâu. Không phải sinh ở nhà sao? Vậy con sinh ở bệnh viện sao? Ở bệnh viện nào vậy? Giấy chứng sinh của con đâu? Con xong chưa vậy? Con không thấy mẹ đang bận hay sao mà ở đó ba la nói không chừng. Hơn nữa chuyện lâu như vậy rồi mà ai còn nhớ chứ. Được, con mau đi đi. Con nên làm gì thì làm đi. Đi đi. Đi đi. Không phải chứ. Chuyện quan trọng như vậy mà bà ấy sao có thể quên chứ. Thái độ của bà ấy cũng quá khác thường rồi. Sản nghiệp Đinh Thị gặp phải nguy cơ lớn nhất. Xem gì đó. Dọa chết con rồi. Ông này, sao mà ông đi không có tiếng gì hết vậy? Con tìm đồ, ông mặc kệ con đi. Ông nói với con rồi, không cho con qua lại với Đinh Thị mà. Con nói xem cái đầu của con sao lại không chịu nhớ vậy chứ? Không có, không có mà ông. Ngải gia nói với con, chuyện A-tri Nam bị lộ ra ngoài là Đinh Trì làm. Con nghi ngờ người hay Ấu Phi cũng là Đinh Trì. Lại làm sao nữa vậy? Đinh Hoài Diễn là ba của Đinh Trì. Tại sao ông ấy không chịu cổ phần cho bà ta? Đinh Trì tại sao lại muốn đạp đổ Đinh Thị chứ? Ông không cảm thấy kỳ lạ sao? Đinh Trì có phải là hại Đinh Thị hay không? Cái này ông không biết. Nhưng Đinh Hoài Diễn tại sao không chịu cổ phần cho Đinh Trì? Trong lòng ông hiểu rõ. Năm đó, ông, Đinh Hoài Diễn, còn có Tề Đạt Xuân này, quen biết nhau ở trong đội tuyển. Tình cảm của tụi ông tốt đến mức nào? Chính là loại tình cảm cùng bậc chung cái quần được đó. Sau đó, tụi ông rời khỏi đội tuyển, thành lập nên xưởng đóng thuyền lớn nhất cả nước. Đáng tiếc là tụi ông có quà cùng hưởng, có phúc không thể cùng chia. Tề Đại Xuân này, ông ấy làm sao? Chết rồi. Để lại một người con gái. Lão Đinh thấy cô bé này rất đáng thương nên mới thu nhận về. Đó là Đinh Trì của bây giờ. Ông à, Tề Đại Xuân chết thế nào vậy? Tề
Ông, ông có phải có chuyện gì giấu con không? Thằng nhóc này, sao dám ăn nói với ông như vậy? Ông giấu con gì chứ? Giấu con chuyện trước kia của ông thì thôi đi, không nói nữa. Ông mệt rồi, ông lên lầu nghỉ một lát đi. Bác sĩ lại gọi đến rồi. Nói Tiểu Đàm, bệnh của nó lại tái phát rồi. Khoảng thời gian trước không phải ổn rồi sao? Chuyện gì vậy? Trong điện thoại nói không rõ được. Ba đã đặt vé máy bay gần đây rồi, sẽ bay sang đó lập tức. Gần đây ở Mỹ, phải ở lại bao lâu cũng chưa biết. Cho nên Tiểu Trì, ba dự tính chính thức giao lại tập đoàn Đinh Thị cho con, để con thay quyền quản lý. Cảm ơn ba đã tin tưởng con. Ba yên tâm, mấy ngày ba không ở nhà, con nhất định sẽ xử lý tốt công việc và chuyện vận chuyển buôn bán của công ty. Bây giờ AG6 đã được đưa vào hoạt động rồi, tất cả đã đi vào quỹ đạo. Ba tin tưởng năng lực làm việc của con. Cảm ơn ba. Thật ra chuyện ba không yên tâm nhất là chuyện chị dâu con. Con và Ngải Gia phải quan tâm nhiều hơn. Đừng cả ngày chỉ biết làm việc, lúc rảnh rỗi thì tìm nó nói chuyện, ra ngoài đi dạo, thả lỏng. Con nói xem, một người đang tốt đẹp, cả ngày ngột ngạt ở trong nhà, cũng bị ngột đến phát bệnh luôn đó. Dạ. Hay là chuyện cổ phần dưới tên chị dâu sao cho Ngải Gia đi. Như vậy cũng có thể cho Ngải Gia cơ hội rèn giũa để có kinh nghiệm. Dù sao Ngải Gia mới là người tiếp quản Đinh Thị của chúng ta mà. Ba trước kia có bàn chuyện này với Tư Vũ rồi, bảo nó chuyển cổ phần cho Ngải Gia. Còn nói xem của nó thì cũng là của Ngải Gia mà. Không biết sao con bé lại không chịu. Đứa nhỏ này cũng không dễ gì, ba cũng không miễn cưỡng nó được. Chị dâu có thể nhất thời không suy nghĩ kịp, để sau này con khuyên chị ấy. Ba đừng lo lắng nữa, cứ làm vậy đi. Dù sao thì chuyện này con tìm cơ hội nói chuyện với nó. Nhưng mà chuyện cổ phần này, cho dù cuối cùng là cho ai, nhất định phải tôn trọng ý kiến của Tư Vũ. Cô tuyệt đối không ngờ được rằng vừa nãy luật sư Dư Tư Vũ tìm đến con đó. Nói Dư Tư Vũ muốn chuyển cổ phần đứng tên của bà ấy sang cho con. Dư Tư Vũ là để con gọi sao? Cô không nghe thấy sao? Bà ấy muốn chuyển cổ phần cho con. Mẹ chuyển cổ phần cho con gái mình không phải là chuyện hiển nhiên hay sao? Có gì mà phải chuyện bé xé ra to chứ? Mẹ, mấy năm nay con còn không biết con có người mẹ này đó. Từ nhỏ đến lớn bà ấy quan tâm gì con chứ? Cả ngày cứ điên điên cùng cùng, chạy chỗ này chạy chỗ kia, la hét khắp nơi. Ngải Gia của tôi, Ngải Gia của tôi đâu? Bà ấy đơn giản chỉ là đồ thần kinh. Tin Ngải Gia, cô nhắc nhở con bao nhiêu lần rồi? Dư Tư Vũ là mẹ con, chú ý thân phận bây giờ của con đi. Dù sao lần này bà ấy vô duyên vô cớ chuyện của phần cho con chính là rất kỳ lạ. Con trước kia đâu phải chưa từng đòi, lần nào kết quả cũng giống nhau. Con suy nghĩ nhiều rồi. Cô, con nói cô biết, cô đừng thấy bà ấy bình thường thần bí, thực ra rất kỳ cục. Lần này đột nhiên chuyện cổ phần cho con, khẳng định là có chuyện khác. Cô à, là cô kêu bà ta chuyện cổ phần cho con sao? Nếu không bà ta dựa vào đâu mà chuyển cổ phần cho con chứ? Bà ấy có phải biết gì rồi không? Cô rốt cuộc nói gì với bà ấy rồi? Con chỉ cực ngoan ngoãn tiếp nhận cổ phần mẹ con chuyển cho con, qua khoảng thời gian nữa thì chuyển sang cho cô đứng tên. Sau khi việc thành công rồi, con sẽ được tự do. Tự do? Phải, không phải con luôn muốn rời khỏi cái nhà này sao?
Đến lúc đó con có thể quay về Ngư gia tiếp tục làm Ngư Ấu Phi rồi, cùng với mẹ con, còn có em trai con, cùng hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Còn có thể cùng với Hàn Minh quang minh chính đại yêu nhau, làm bợ chủ Hàn gia của con. Muốn chọn lựa thế nào thì tùy con. Cô muốn đá con ra ngoài? Cái gì mà đá không đá chứ? Yên tâm, con giúp cô nhiều như vậy rồi, cô nhất định không bạc đãi con đâu. Cô sẽ cho con một số tiền lớn, đủ cho con ăn sung mặc sướng cả nửa đời còn lại. Chào bác sĩ, cháu muốn tra lại ghi chép sinh con của Lâm Mẫn Quân. Cháu là con gái của bà ấy. Xin lỗi, chúng tôi không thể tùy ý tiết lộ thông tin của bệnh nhân. Hơn nữa thời gian cũng qua lâu rồi, ghi chép rất khó tra lại. Vậy bác sĩ, cháu muốn hỏi một chút, nếu như ba mẹ có ba đứa con, vậy ba đứa con đó có thể nào là ba nhóm máu khác nhau không? Tình trạng này cũng có xảy ra. Chỉ cần cha mẹ một người là nhóm máu A, một người là nhóm máu B là có khả năng. Vậy một bên là nhóm máu O, một bên là nhóm máu A thì sao? Vì tuyệt đối không thể nào sinh con có nhóm máu B được. Ấu Vi, tìm gì có việc gì sao? Gì chứ? Bây giờ chỉ có gì mới giúp con được thôi. Con thực sự muốn điều tra Đinh Trì. Con có thể nói cho dì biết gì sao không? Buổi tối xảy ra vụ tông xe, con mơ hồ nghe được Lão Ngư gọi điện thoại cho một người. Người đó chính là Đinh Trì. Có lẽ bọn họ chỉ là gọi điện bình thường, tùy ý nói chuyện thôi. Mặc dù con không biết bọn họ đang âm mưu những gì, nhưng con cảm giác chắc hẳn có liên quan đến thân phận của con. Thân phận của con, con nghi ngờ Lão Ngư không phải là cha ruột của con. Mẹ con cũng có thể không phải là mẹ ruột của con. Sao có thể? Bác sĩ nói, nếu xét nghiệm về nhóm máu, con căn bản không phải là con của hai người họ. Ít nhất không phải là một trong hai. Bây giờ nghĩ lại, con cuối cùng cũng hiểu. Chẳng trách Lão Ngư trước giờ chưa từng dễ chịu với con. Ông ấy chưa từng nhớ đến sinh nhật của con. Thì ra con không phải là con ruột của họ. Câu đó bao nhiêu năm như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có đáp án rồi. Con thật sự không biết phải làm sao đây. Con thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Dì Dư, con bây giờ chỉ muốn dì giúp con. Bây giờ chỉ có dì mới giúp được con thôi. Dì có biết không? Gãy da của mẹ, con cũng từng nghĩ đến việc tìm gãy da giúp đỡ. Nhưng mà tình cảm của cô ấy với Đinh Trì tốt như vậy, con sợ cô ấy sẽ chịu không nổi. Con bây giờ đừng có suy nghĩ lung tung. Con nói xem, buổi tối ba con xảy ra chuyện, đã gọi điện thoại cho Đinh Trì,
Có thể chỉ là trùng hợp mà thôi. Dì Dư, con nghĩ thử xem, ba con nuôi con lớn thế này có khác gì là ba mẹ ruột đâu. Con nghe dì nói, đừng đi nghe ngóng nữa, đừng tri cứu nữa, sẽ làm đảo lộn cuộc sống bình thường của con đó. Quên nó đi. Con bây giờ quên hết những chuyện con biết đi. Đối xử với mẹ Lâm giống như đối xử với mẹ ruột của con vậy. Sống cho tốt. Dì tin rằng cha mẹ ruột của con nhất định cũng hy vọng con làm như vậy. Mẹ, con về rồi. Mẹ, buổi sáng luật sư của mẹ có tìm con. Luật sư Trần nói với con, mẹ muốn chuyển hết cổ phần cho con sao? Phải. Trước kia đâu phải con chưa từng tìm mẹ, khuyên mẹ nhiều lần như vậy mẹ cũng đâu đồng ý. Sao hôm nay lại? Mẹ đó, trước kia cảm thấy con vẫn còn nhỏ, muốn chờ thêm một khoảng thời gian nữa rồi mới tính. Còn không phải con bây giờ ở công ty nỗ lực làm việc sao? Sự nghiệp cũng làm rất tốt. Con nói mà, mẹ cả ngày ở nhà dưỡng bệnh, vẫn có thời gian quan sát công việc của con à? Nói thế nào đi nữa, mẹ cũng là mẹ của con. Ngã Gia, mẹ có chuyện muốn xin con. Mẹ con với nhau làm gì có chuyện xin với không xin chứ. Mẹ nói đi, con muốn cái gì mẹ cũng có thể đồng ý với con, chỉ cần con sau này đừng chống đối với Ấu Phi nữa. Ngư Ấu Phi, sao lại nói đến cô ta rồi? Mẹ cũng rất quan tâm đến cô ta đó. Ấu Phi nó sao hả? Nó là bạn của mẹ. Nó đơn thuần như vậy, mẹ chỉ là nghĩ hai đứa có thể sống chung với nhau được. Mẹ hơi mệt rồi, mẹ đi tắm một cái. Đinh Gãy Gia, con muốn làm gì? Con dám đi kiểm tra sức khỏe? Ai cho phép con tùy tiện kiểm tra? Sao vậy? Bởi vì Ngã Gia thực là giấm máu B. Dư Tư Vũ có phát hiện ra chưa? Ông ấy có phát hiện ra chưa? Phát hiện rồi mà con còn đứng đây sao? Sau này thành thật cho cô, đừng có đi kiểm tra sức khỏe nữa. Cô, vậy phải làm sao đây? Lo cho bản thân mình đi. Cái này đặc biệt không được để cho Dư Tư Vũ phát hiện. Báo cáo không phải ở chỗ Đinh Trì sao? Sao có thể?
Nói đi, Hàn tổng. Mẹ của Ngải gia tiểu thư, bà Dư đến tìm anh. Cho bà ấy vào đây. Nào. Dì, mời dì vào trong. Hàn tổng, bà Dư, mời ngồi. Được. Dì, tại sao hôm nay rảnh rỗi đến tìm con vậy? Hay là gọi xuống cùng nói chuyện? Vậy dì cứ nói đi nha, con đi trước. Được. Dì, tìm con có gì cả? Hôm nay dì đến đây là muốn xin con giúp một chuyện. Giúp một chuyện? Dì muốn nhờ con làm cho Ấu Vi một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt. Làm cho Ấu Vi một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt. Dì à, dì tại sao quan tâm Ấu Vi quá vậy mà không phải là Ngải gia? Dì và đứa trẻ này rất có duyên. Dì cũng vô cùng thích nó. Dì à, dì có phải cũng giống như con nghi ngờ Ngải gia không? Xin con đừng nói như vậy. Ngải gia là con gái dì. Con sau này đừng có nói bậy. Giúp tôi xiết sợi dây này quanh mạng trái hai vòng. Được, sau đó giúp tôi nghiêng cục bùm này ra sau 3 độ nữa. Được, không thành vấn đề. Cảm ơn. Cực khổ rồi, không có gì. Ấu Vi, dì Dư, sao dì lại đến đây vậy? Dì không có việc gì, đi lòng vòng thôi, xem toàn cảnh công việc mà thôi. Cái này còn không đơn giản sao? Con đưa dì đi xung quanh xem. Được, đi. Xem cái mặt mày mướt của con nè. Thế nào thì cũng là con gái con đứa, phải chú ý hình tượng một chút. Có sao? Không sao, con thường xuyên phải làm việc trên tàu, dính chút dầu trên tàu cũng là bình thường, không sao. Ấu Vi, cái gì vậy? Quần áo. Cầm đi. Quần áo dì tặng cho con đó. Đi, chúng ta tìm một chỗ mặc thử xem. Đi thôi. Không phải, tại sao dì tặng đồ cho con chứ? Đi thôi. Dì à, cái này không phải phong cách của con. Đẹp mà. Thực rất đẹp. Con gái phải ăn mặc như thế này. Đi thôi, dì đưa con đến một nơi. Đi đâu vậy? Đi con, dì đưa con đi. Bên này. Nào, đến rồi. Căn nhà này thật đặc biệt. Hơn nữa phong cảnh cũng thật là đẹp. Dì Dư, sao anh cũng ở đây? Em trước giờ chưa từng mặc thế này. Là vừa nãy dì Dư tặng cho em bộ đồ này đó. Không có, anh cảm thấy rất đẹp. Đừng nhìn nữa, không cho nhìn. Em hỏi anh, sao hôm nay anh ở đây vậy? Là dì Dư sắp xếp đó. Ấu Vi, không phải con nói với dì ba mẹ con thường xuyên quên mất sinh nhật con sao? Hôm nay dì muốn cùng con đón một sinh nhật khó quên. Còn không phải mời đến cho con người mà con cảm thấy quan trọng nhất rồi sao? Hôm nay là sinh nhật con sao? Phải đó. Nhưng mà ai nói anh ấy là người quan trọng nhất của con? Cái gì?